Hương. Chào, kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn về với Xin chào với anh kiểu ảnh nữa. Colorman lại quay trở lại Phú Quốc chỉ trong vòng 2 tuần thôi. Ở đây là số 10, địa chỉ là quán cơm Kim Phụng, số 15 hay số 13 không biết nữa, quên mất tiêu rồi. À, chụp hình hả? Rồi, ok, ok, anh chụp em. Rồi, em đi chơi hả? Đã, không, em ở Phú Quốc ạ. Ủa, em ở Phú Quốc hả? Ồ, nha. 2, 3, rồi, quá đẹp. Em cảm ơn anh ạ. Dạ, rồi, bây giờ mời bà con bác mình vô khám phá quán ngon Phú Quốc nha, quán cơm bình dân. Cơm phần, cơm dĩa, cơm hộp. Rồi, chào con, ok, rồi. Chào con nha, rồi, đi vô ăn cơm cái nha. Trời ơi, đây vô coi coi, thấy hấp dẫn quá. Canh chua chà béo xả ngợi luôn. Canh chua gì? Cá chà béo xả ngợi, cá ba sa. À, canh chua, rồi, đây cá ngừ hả? Rồi, ok. Rồi, làm luôn. Rồi, ở đây nhiều món lắm nha, có cơ, cá chiên nè. Cái gì vậy? Cái đó cái gì chiên vậy? Trời ơi, mới 12 giờ mà thấy hết đồ ăn rồi. Rồi, ok. Rồi cho cá cá ngừ ha. Ủa, nó ngồi chia mấy bàn để gọi đồ ăn cho dễ nè. À, bây giờ cá chà béo nè, cá ba sa. À, cơm phần hả? Cứ ngồi dĩa vậy hả? Anh ông cơm phần đi, mỗi thứ món anh lên canh này cho nó ngon hơn, mà nóng nữa. Thôi giờ nó ngồi chia tùm lum khó lắm. Sao anh cứ vô em dọn cho. Rồi, cái dạ, cơm dĩa nó không ngon bằng cơm phần đâu. Dạ hả? Dạ. Mà bao nhiêu người đem sắp ra. Thôi thôi cho cơm dĩa đi, Hồng Anh nó giữ đi, khỏi mất công đi. Ừ. Còn bàn ngồi. Thôi thôi cho mỗi người dĩa cơm phần, cơm dĩa đi, ai vậy đi cho nó ngọt. Rồi cho mà anh cái đó với lại giá xào nha. Giá xào. Cá ngừ kho. Cá ngừ kho giá xào với lại một cái mắm ruốc rồi. Kho giá xào mắm ruốc. Rồi còn tô canh canh chua cá chèo bẹo đúng không? Rồi, ok. Thôi tự chọn mỗi người dĩa đi cho nó nhanh đi. Rồi, đó anh ngồi đó luôn. Ở đây sao hạt nó ngồi được. Rồi, ok được rồi. Đây anh kéo xuống. Rồi, đây. Đó, quán đúng quán bình dân luôn đó. Quán cơm Kim Phụng. Địa chỉ số mấy ta? Số 15 hay là số... Ủa, số 13 đường Bạch Đằng. Ở Dương Đông, Phú Quốc nha bà con, cô bác thân mến. Cái đoàn này rối đội hình thiệt luôn á. Bộ sợ hết đồ ăn hay sao giành nhau dữ vậy? Rồi mọi người cứ dĩa vô đi cho gọn đi. À. Dạ rồi mời cô quý vị. Cái này chị cũng tặng. Dạ nhà làm á. Cái gì vậy con? Dạ. Anh ăn thêm ba chai nữa. Ôi, nước cái nước gì đây? Dạ nước sâm. À, nước sâm nhà làm hả? Rồi ok cảm ơn con nha. Em có rong biển nữa. Rồi. Này nước sâm rong biển. Không, cái này rong biển là của em sâm cút. Em có sâm cút nữa. Tụi em với nước mát nữa. Hả? Tụi em với nước mát. Chết cha. Tính vô đây chào nước mát mà chỗ này chắc thua rồi. Đó nước mát Sài Gòn kìa. Rồi tính hai bên đều bán nước. Rồi có ớt rồi. Rồi mời quý vị các bạn thử nha. Đó mình ăn đơn giản thôi. À. Giá xào quyết. Cho thêm ít giá xào nữa đi chị. Thêm ít giá xào với quyết nữa đi. Canh chua của anh đây. Dạ rồi, canh chua. Đây, giá xào lại cho đi nữa. Của ông bà, của ba. Ngon lắm. Lâu lắm rồi mới ăn cái món giá hẹ xào quyết. Cái món này là quen thuộc rồi. Mình nói cá chèo bẻo mà mình chưa biết.
Ồ, cá chê bẻo lại người ta. Nó giống 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 như cá gì không biết ha, lạ ha. Người ba đường Bạch Đằng, Dương Đông Phú Quốc nha bà con. Nhiều khi du lịch đó mình kèm mấy cái chỗ, mấy bạn trẻ đó, kiếm mấy chỗ ăn cơm mà bình dân mà quán thì chắc cũng lâu đời đó. Ô, em ơi, em ơi, quán này lâu chưa? 20 năm chưa? Chuyện này lắm rồi. Trời, thử miếng mắm ruốc. Ba rọi mắm ruốc. Rất là vừa miệng luôn. Wow. Sáng là đi ra sân bay sớm quá, chưa kịp ăn sáng luôn, đi từ 5 giờ sáng, cuối cùng bị delay 2 tiếng hồ. Thành ra là chưa ăn gì hết nên rất là đói luôn. Rồi mà con thử món này nha. Rồi, cá ngừ. Cá ngừ này giống như cá ngừ kho lạc rồi đó. Mà rất là thấm, kho lạc mà rất thấm. Chan vô. Thịt nó kho ra mà cứng 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 ngon ghê luôn. Là rất là thấm. Này kho mà kho hành nha, chứ không phải kho thơm. Được hay quý ông. Đây là cái món ruột mà mình ở nhà mình hay nhờ bà kêu bà xã mình nấu. Là cái món cá ngừ kho thơm. Bữa nay mình ăn cá ngừ kho hành. Đây cá chèo bẻo nha. Nó này phải có miếng nước mắm. Về Phú Quốc là phan nước mắm nha. Nước mắm mà Color Man không có cười nghĩa lý gì nước mắm Phú Quốc đó. Cái đùa chứ nước mắm của mình cũng làm từ cái lò nước mắm Phú Quốc với lò nước mắm Phan Thiết. Đúng bài vô. Rồi mời bà con vô dùng thử nha, thử cái cá chèo bẻo, mình chưa dặn cá chèo bẻo luôn á. Không biết nó giống cái thịt con cá gì, nó hơi giống giống thịt gà á. Lạ ghê. Nó hơi giống thịt gà, giống cá bớp rồi đúng không, mà cái thịt nó ngọt lắm. Gracias.
Dạ rất vui mừng là sau 2 tuần lễ quay lại Phú Quốc. Và bà con của bác đang lý do là mới 2 tuần quay lại Phú Quốc là gì? Bà con của bác ủng hộ nước mát Sài Gòn dữ quá nên Coleman phải ra đây tiếp để giao hàng. Cảm ơn bà con của bác rất nhiều. Ăn cơm xong thì cả đoàn mình sẽ đi trải nghiệm lặn biển ở Ngọc Trai Ngọc Hiền, ở cái farm của Ngọc Trai Ngọc Hiền, đi bộ dưới biển. Rồi thử miếng canh chua nha. Wow, ủa, canh chua ngon quá ta. Nước trong veo luôn à. Kiểu mà nó hơi ngót ngót à. Nó không có bị ngọt. Huyện đảo Phú Quốc thì cũng là thuộc tỉnh Kiên Giang, có nghĩa là thuộc cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nên là khẩu vị của người đồng bằng nó dễ, nó hơi ngọt hết. Mà đặc biệt ở Phú Quốc thì khẩu vị hơi khác, rất giống Sài Gòn luôn. Đó. Có lẽ cũng chính vì vậy mà nhờ vậy mà mình cái nước mát mình mang ra đây bà con hưởng ứng rất là mạnh. Dạ rồi, hôm nay thôi chắc là ngắn gọn như vậy. Quý vị khán giả mình có về Phú Quốc mà đặc biệt là anh em mà đi sản xuất hay là những bạn mà có nhu cầu tìm những quán cơm bình dân, mình nghĩ đây là một cái địa chỉ rất là phù hợp. Quán cơm Kim Phụng, số 13 đường Bạch Đằng, Dương Đông, Phú Quốc. Chào tạm biệt quý khán giả.